ngày 9 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ Huỳnh Hữu Tường, 32 tuổi, là chủ mưu, cầm đầu vụ lừa đảo, chiếm đoạt ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân. Theo đó, Tường điều hành mọi hoạt động của công ty Lộc Phúc. Để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, Tường thuê Nguyễn Văn An, 27 tuổi, quê Tây Ninh, làm tổng giám đốc công ty. Đã có khoảng 60 khách hàng là nạn nhân đến công an tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của công ty Lộc Phúc với số tiền trên 70 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ toàn bộ sai phạm của từng đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.